cái sự chịu đựng của nhân ở. Chào cả nhà. Xem dân oan. Cái chỗ này tua cho nó đi qua đi làm gì. Cứu mà không ai chịu cứu giúp hết. Hồi nãy tụi này có nhiều cái giải pháp nhưng mà không có ai đi xa đủ để mà tụi cái lúc hồ mà người ta làm dụng đó nó trong cái thành phần của mô hồ nó khác với lại cái carbon và nó khác với lại condom. Cái red nghe, đó nghe lại là... từ đầu các bạn. Sorry. Bất công cho mấy người cư dân. Tại vì sau 45 năm đi tị nạn chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ mình là phải đi trả đi tị nạn chủ nghĩa tư bản. Mà cái lúc hồ mà người ta làm dùng đó, nó trong cái thành phần của mô hồ nó khác với lại cái carbon và nó khác với lại con chào cả nhà nhá. Cái red đó là người ta có nghe thấy rõ không cả nhà, các bạn, đất và tiền nhà luôn. Còn cái mô hồ là nhà của mình, tất cả cái gì mình cũng phải chịu hết, mình trả tiền nhà luôn. Nhưng mà tại sao là cái tiền thuê đất ở dưới cái nhà đó bây giờ nó lại mắc hơn là cái tiền mà mình có thể trang trải để mà sống? Thì mấy cái người nạn nhân mà bị ngặt nghèo nhất á là mấy cái người cư dân cao niên, có thể người Mỹ, có thể người gốc Việt, có thể người, nhưng mà cư dân cao niên mà họ có fixed income. Thì anh biết mấy năm nay đó là cái CPI, là cái Consumer Price Index đó, là nó không có lên, cho nên cái tiền già của họ hay cái tiền trợ cấp của họ đó, nó không có lên. Mà khi mà họ vô mấy cái chỗ này họ ở đó, thì là cái tiền đó đủ để trả tiền đất. Tại vì mobile home á, mình nói tiền đất chứ không nói tiền nhà được. Thì khi mà cái tiền đất đó nó mới lên quá 30% á, của cái tiền đi vô đó, thì đáng lẽ là mấy người chào Nguyễn chủ Thanh. Mobile home á. Chào tất cả ở nhà nhá. Xem bộ này. Mọi người nghe rõ không? 50%, 60%, thì tiền ở đâu mà họ sống? Nhất là mấy người già, tiền đâu mà họ trả tiền nhà? Mỹ xuống tiền. Mà. Điện, tiền nước, tiền gas, tiền đâu mà họ trả tiền đồ ăn, tiền đâu mà trả tiền thuốc men. Chào Hoàng Anh Dương. Có thể như là thiếu điều cắt cổ người ta. Mọi người nghe rõ không? Bây giờ đó là mấy cái thành phố mà phải đặt ra cái vấn đề. Một á, là tôn trọng cái chuyện là giúp đỡ người nghèo, đừng có trở thành homeless. Hai á, là phải tôn trọng cái chuyện mà affordable housing, phải có một cái chút gì để lại cho mấy cái người low income, họ có chỗ họ ở. Các bạn nghe rõ không? Trục xuất hết mấy người nghèo thì để cho mấy người giàu nó vô, thì nó muốn làm như thế nào? Thì đó là cái mà tôi nói là cái sự bất công của xã hội chủ nghĩa. Mẹ nấm đâu? Một vài thành phần nó muốn lợi dụng cái đó để mà nó dưỡng cứu thì là làm. Nghe có rõ không? Cho Ni Sào biết ra, cho mình biết mở nó to lên. Tụi tôi được quyền lên giá, nhưng mà khác nó quên đó là lên giá ở cái mức nào? Lên giá cái mức cắt cổ người ta. Anh thấy không? Tại vì 30 năm nay ở Orange County, theo tôi thấy, là nó có cái sự công bằng, nó có cái sự thăng bằng giữa cái người trả tiền rent và cái người chủ nhà. Không ai kiện ai, không ai la lối, không ai than phiền gì hết. Cái bây giờ tự nhiên nó có một cái thành phần nó nhào vô đây, nó lợi dụng cái hello Nguyễn Đặng. Để tới Việt Nam gọi là cái gì? Nghe hơi nhỏ chị ạ. Ok. Cái lỗ hổng. Oh sorry. Ở trong cái luật. Nghe rõ chưa?
Và thiền ra nói trong cái luật mobile home là cái gì? Zero. Mobile home không có luật gì hết. Lô thì luật rừng. Tại lê. Anh thấy không? Cho nên đó, họ dùng cái lỗ hổng của cái luật rừng đó để cho họ sát phạt và bắt mấy cái người mà nghe được chưa em ơi? Đang mướn nhà đó, không những phải trả tiền nhà mà bây giờ là bị sát phạt bởi những cái tiền đất nó quá cao. Và quý nói ví dụ là một cái chuyện mình không có thể phủ nhận được đó. Báo cáo hơi nhỏ. Trợ cấp của chính phủ to lắm rồi nhá. Mấy người cao niên này cỡ 900-1,000 thôi. Mà bây giờ họ phải trả 1,000, 1,200, 1,300 thì làm sao họ trả? Nghe rõ chưa? Đó là phải chê xe phòng. Rồi từ cái chỗ xe phòng ấy, nó đổ ra mấy cái chuyện khác. Đến chập chờn nắm người. Không có đủ tiền. Cho bây giờ ôi, muốn dọn đi đâu? Mang rồi sao tiền vô cái nhà. Mà mỗi 100 đồng tiền rent. Mở to, là, to lên rồi là. Cũng như là chẳng hạn nó sử dụng cái mobile home 125,000. Bây giờ nó lên 200 đồng thì cái giá trị của cái mobile home mình đang ở nó đi từ 125,000 xuống 105,000, mình đã bị sát phạt ở bên đó rồi, mà bây giờ mình bị sát phạt thêm là cái tiền rent, mình không có đủ tiền trả, cho nên mình ở trong cái chỗ anh biết không, nạn nhân tiếng cho máy to lên thì tội nghiệp nhất là cho mấy người có thể nói là to rồi đó. Các bạn muốn xem rõ đi vào phố Bosa mà họ kêu xem cứu, cho mà không ai chịu cứu giúp đó. Hồi nãy tụi này có nhiều cái giải pháp nhưng mà không có ai đi xa Văn đủ Xuân. Để mà đòi hỏi như là hỏi có mấy cái giải pháp đó là cái gì, họ chỉ cứ tuyên bố là thôi đừng có đá động tới cái chuyện đó, thì đó là cái tôi thấy là cái thái độ của rất nhiều. Vậy thì anh cho biết giải pháp đó là cái gì nếu nghe mà rõ rồi hả? Không ngại cho biết rõ. Chúng tôi đang nghiên cứu đưa luật sư để ông coi thử no có cách nào mình có thể đòi chỗ mõm về Việt mình Nam dùng mấy cái phương tiện khác của City được rồi hát đi để cho mấy người mà nạn nhân đó, họ được một cái cơ hội, họ được cứu giúp bằng một cái tờ giấy chứng chỉ, nó thí dụ như là một cái tờ giấy exemption. Có nghĩa là nếu mà anh qualify, low income, mà anh có thể prove được là anh không có tiền nào vô hết, thì là anh được quyền xin housing, đúng không? Nhưng mà bây giờ anh đi xin housing ở Santa Ana, cái line nó là cả 100,000 người mà không có tiền, cho nên cũng như không, mấy người đó là sao, mấy người đó họ qualify. Thì bây giờ nếu mình có thể mình để cho cái housing department đó, nó ra một cái tờ giấy chứng chỉ, nó nói là chúng tôi chưa có tiền, nhưng mà mấy người này là Affordable Housing Candidate, thì mấy người này không được quyền lên tiền rent của mấy người này quá 3% một năm. Retroactive cho cái năm nào mà cái tiền rent nó đi quá 60%. Tại vì bây giờ mấy người trẻ đó, họ làm việc đó là 100 đồng, 100 xu, 1 đồng 100 xu là 30% housing. 30% go to tax, rồi bao nhiêu đó là cost of living, mà họ đã live, họ đã sống paycheck to paycheck, thì huống hồ anh có thể tưởng tượng mấy cái người cao niên, họ cao máu, cao mỡ, cao đường, nghĩa là mất tinh thần, nghĩa là điên tiết, mà lo ra đủ thứ hết, mà bây giờ cái tỷ lệ của họ là 60%, 70%, 80%, 90% tiền nhà, thì làm sao mà họ sống nổi? Thì họ chào sẽ đi tới một cái chỗ phân. Chào tất cả các bạn nhé, nghe ông này ông vừa nói homeless. Mà cái xã hội của chúng ta đó mà muốn cứu giúp mấy người homeless đó, là gì? Bail out. Cái giá của bail out nó là cả 50-100 lần cái giá mà cứu giúp người ta bây giờ. Bởi vì cho nên cái lập trường của tôi là tôi muốn mấy cái city họ đứng ra họ làm trọng tài, ok, họ can thiệp để họ nói như là mấy cái người park owner đó là quý vị được quyền lên rent, nhưng mà đừng có lên quá 3% một năm, trong khi cái CPI nó là 0% một năm. Hồi nãy chắc anh cũng có nghe những cái người mà đại diện cho cái phía mà cho thuê nhà, họ cũng lên họ nói rằng là tại vì
giá nhà ở Cali cao, giá nhà ở Westminster cao, và họ có những cái chi phí này nọ, thì anh thấy như thế nào? Tôi thấy cái đó là 1% sự thật, mà 99% là tuyên truyền. Hay bây giờ tôi nói tuyên truyền của cộng sản, tôi nói tuyên truyền của tư bản, ok? 99% nó là tuyên truyền. Cái lý do là khi mà họ nói như vậy đó, là họ nói về apartment, họ nói về condo, họ nói về office building, chung cư, họ không có nói về mobile home park. Tại vì tôi nói với anh đó, cái đặc biệt của mobile home park đó, nếu mà người nào mà nắm vững vấn đề đó, thì thấy rõ ràng là họ mượn đồng heo nấu cháo. Họ chỉ đưa cái miếng đất đó ra thôi, rồi họ câu tất cả mấy người đó vô dính vô trong cái miếng đất đó, rồi họ trả tiền cho cái đất đó. Rồi bây giờ đó, họ lên cái tiền đất đó trong cái lúc mà họ biết là người ta không có tiền trả cái tiền lên giá, mà cái nhà của họ lại bị kẹt ở đó. Cho nên họ lên như vậy là một phần họ vừa ăn cướp vừa la làng. Họ nói là tôi lên như vậy đâu có gì bất công đâu, đâu có cái luật gì mà cấm tôi đâu. Nhưng mà chỉ có một người lên như vậy thôi á, 90 người khác họ hùa tới họ bắt trước. Cho nên 30 mấy năm của cái sự thăng bằng của cái ok. Mình nghe đến đây mà không biết các bạn có nghe rõ không. Alo, chào cả nhà. Ok. Mấy anh ba que anh hay nói là Mỹ sướng lắm rồi, làm lương cao. Thì bây giờ các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì vào phố Bonsa TV để xem. Tại vì cái này là Vũ Hoàng Lân quay trực tiếp. Các vị đi rất là nhiều người chứ, nên xả cho các bạn xem một đoạn thôi. Thiên đường Mỹ mà như thế này thì chắc gì bằng Việt Nam. Thì rất là nhiều người lên đây khoe là Mỹ là sung sướng rồi là này kia các thứ, đúng không? Các bạn đã nghe rất là nhiều rồi. Thì mình không nói là Mỹ khổ hơn Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà so sánh ra một người khổ ở Việt Nam với lại một người khổ ở Mỹ á, thì cái khổ nào nó cũng giống nhau hết á. Hạnh phúc thì mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái khổ ấy thì hầu như là giống nhau khi mà đã nói đến khổ. Thì như thế này, nếu các bạn vào xem thì sẽ hiểu rõ cái câu chuyện này hơn, và sẽ nhìn thấy các cụ rất là nhiều, cả Tây cả Việt rất là nhiều đi, giống như là đi đến cái giống như Việt Nam mình nói là lên cái phường á, để giống như là phản đối cái chuyện cái nhà đất á, người ta lên quá cao. Các bạn biết cái mobile home là cái gì không? Những bạn ở nước ngoài thì chắc là đã biết rồi, nhưng mà những người ở Việt Nam thì hầu như là nếu mà ai chưa nghe qua thì cũng không biết đâu. Cái mobile home là nó như cái nhà ấy mà nó có thể nó nhấc được, nó mang đi chỗ khác đấy. Giống như cái nhà nó nằm sẵn rồi, xong rồi nó mới mình mua, bỏ tiền ra một số tiền mình mua cái nhà đó, xong rồi nó chỉ là cái nhà không thôi, xong rồi mình phải thuê một cái miếng đất, xong rồi mình để lên cái miếng đất đó để mình ở giống như cái nhà. Còn ví dụ như mình mua cái nhà ấy, thì nó là vừa nhà vừa đất, thì mình phải đóng thuế cho chính phủ, nó mỗi một năm mình phải đóng thuế cho chính phủ. Nhưng mà những cái người ta mua một cái giống như là một cái đám đất rất là lớn, nó rộng như là một cái công viên á, xong rồi nó làm thành một cái nơi để cho những cái người ấy, người ta vào đó, người ta thuê cái đất đó, người ta đặt cái nhà đó lên. Thì nó rất là nhiều cái nhà như thế, nó ở thành một cái khu đó, thì nó gọi là mobile home, đúng không? Chào, chào em, chào các bạn, chào Văn Nguyễn, chào Nam Nguyễn, chào tất cả nhà những ai nhìn mình nhá. Thì đó, thì bây giờ là khi mà mỗi một khi mà người ta mua cái nhà như thế thì người ta có thể là có người ta mua trả đất cái tiền cái nhà đó rồi, có thể người ta cũng mua, vẫn còn những người mới mua người ta dùng cái cách mua trả góp, thì mỗi người mua một cách, nhưng mà cái nhà đấy là của riêng họ,
nhưng mà họ, cái đám đất đó là một cái người chủ khác. Thì cái thời buổi này á, càng ngày đất giá đất nó càng lên, nên thì á, chính phủ á, giống như là mình ở đây mình mua một cái nhà đúng không, mua một cái nhà thì mỗi một năm cái tiền thuế đất á, năm nào mình cũng phải đóng, mà ví dụ cái nhà, cái giá nhà nó càng lên cao á thì mình phải càng càng đóng tiền cao đó. Cho nên là khi mà bây giờ cái thời buổi khó khăn mà cái khu đấy mà nó để một cái đám đất trống như thế, nó cho mấy cái ông bà này mua cái nhà đó để vào đấy thuê thì đương nhiên là nó phải lên giá rồi đúng không, nó theo giá thị trường mà. Thì mấy ông bà này nói là bây giờ tôi nghèo à, nên đây để đòi hỏi là không cho cái người chủ đấy nó tăng giá. Mỹ chống cộng là có tiền chị, hô đà đạo cộng sản là có tiền, khoác trên cổ miếng rẻ màu vàng là có tiền, sướng quá còn gì. Ờ đúng rồi, làm chính trị cái bọn cộng đồng làm chính trị dễ kiếm tiền lắm ạ, giống như cái bọn Hồng Kông bây giờ nó chả khác nhau gì đâu. Thì bây giờ mấy người này nói là bây giờ già rồi có tiền mà cái tiền đất ấy, để thuê lại còn đắt hơn cả tiền tiền nhà nữa, thì bây giờ lấy tiền đâu ra, nếu không thì phải đi, nếu mà không có cứ tăng như thế này thì sẽ mất nhà. Cái khổ nhất của đời người là không có tổ quốc, sống trên đất khách quê người thì giàu có cũng vậy thôi. Nói chung là cũng đúng, nhưng mà người ta sang đấy lâu rồi thì người ta sống người ta cũng quen đi thì cũng không có gì đâu. Nhưng mà khổ nhất là không có cái nhà ở các bạn, cho dù mình sống ở đâu cũng vậy. Người ta nói là phải an cư mới lập nghiệp, mà đây lý do tại sao mình đưa những cái này lên đây, tại vì những cái người sang đây đấy, những cái đứa mà nó hay nên nó tuyên truyền nó ở bên này sướng lắm, chỉ việc ăn thôi rồi có người giúp đỡ rồi này kia các thứ, vậy thì làm sao những cái người này phải nên lên đây để giống như là điều trần với lại thành phố là kêu là không cho những cái người chủ ấy người ta tăng giá. Cái đó thì khó lắm, không thể nào mà được, tại vì theo như mình nghĩ, ví dụ nhá, mình cái nhà mình này, mình mua nhà mình chưa có xây nhà thế, xong rồi mình có cái đám đất để trống đúng không, bây giờ mình ở để trống như thế thì bây giờ nó giống như là nó mình mỗi một năm mình phải đóng cái tiền thuế đất cho chính phủ mà mình để trống, mình lại không có thu nhập gì. Thì ví dụ mình xin được thành phố nó cho là như, cho thuê đất chẳng hạn, như cái khu cái miếng đất của mình ấy, nó đồng ý cái khu phố đó nó đồng ý là cho cái những cái nhà mobile home như thế vào trong đó để thuê thì mình được quyền thuê. Thuê thì thay vì là mình để không thì người ta mình cho người ta thuê, thì thuê thì cái những cái người ở trong đó mình thuê đấy, mình phải trả cái tiền tiền thuế của miếng đất đó, mình là người chủ của miếng đất đó, mình phải trả cái tiền thuế của cái miếng đất đó hàng năm, rồi đóng tiền rác, rồi đóng đủ các thứ, những cái gì mà nó thuộc về chính phủ đấy là mình phải đóng mỗi năm. Thì đương nhiên là người ta làm ăn người ta phải 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 kiếm lời chứ, làm gì có thằng nào ngu đúng không. Thế bây giờ mấy người này cái cuộc sống bây giờ đất đất nó càng ngày nó càng đắt, thì muốn mà người ta phải tính toán làm sao để cho nó cân bằng với cái số tiền cái miếng đất đó, bây giờ nó càng ngày càng lên, người ta phải đóng cái tiền tiền thuế càng ngày càng cao thì người ta phải nâng những cái giá tiền lên thôi. Nếu như các cụ này muốn đi xin ấy, thì đáng ra phải đi ra cái chỗ trợ cấp thất nghiệp á xin, để cho những cái trợ cấp thất nghiệp á nó giúp đỡ cho, chứ không phải là đến cái chỗ này. Cái chỗ này nó không có tư cách, à, nó không có quyền để quyết định cho những cái người này, tại vì cái này ví dụ như là nó giảm thuế, nó không cho cái người chủ đó tăng cái tiền nhà lên thì nó phải giảm cái tiền thuế đất xuống đúng không, giảm thuế đất xuống thì không lẽ chỉ giảm cho cái người chủ đó mà không giảm cho những cái người dân cư ở đó, thì là
cái thiệt hại của chính phủ nó rất là nhiều. Thì nó phải cân bằng xem là khi mà nó cho các ông các bà, thà là nó cho các ông các bà thêm mỗi tuần một bao nhiêu tiền đi còn hơn. Chứ bây giờ nó mà lại giảm giảm thuế đất cho cái ông chủ đó, thì không riêng gì cái ông đó, nếu mà chỉ có giảm cho những người chủ thôi thì những cái người như là mình chẳng hạn, mình có nhà mình cũng nên mình kiện, mình bảo tại sao cái ông làm chủ mà lại được giảm, chúng tôi nên là người dân chúng nó lại không được giảm, thì cái tiền đó lại bị cái người dân người ta đến người ta đòi hỏi, người ta kiện cáo. Thì cái tiền đấy nếu như nó đồng ý nó giảm như thế thì nó phải giảm cho hàng loạt người dân cư ở đấy chứ không phải riêng cho cái thằng chủ đó. Cho nên là cái hội đồng thành phố nó đâu có chịu, thành phố nó đâu có chịu chịu thiệt như vậy đâu, đúng không? Đó, mình nói qua qua để cho các bạn hiểu là cái kiểu ở bên này nó là như vậy, tất cả nó là của tư nhân đấy, mà nó lại ra theo giá cả thị trường nữa. Bây giờ không lẽ bây giờ mình có nhà, bây giờ mình không đóng được tiền nhà mình cũng ra khu phố mình mà mình đòi hỏi hay sao, đúng không? Bây giờ các bạn xem tiếp. Ủa? Cái móng tay nó dài quá xong rồi không có được, xem tiếp ông nói gì. Một hôm họ cái bây giờ nó mất thăng bằng, mà mấy người hồi xưa họ không có ham, hồi xưa họ không có muốn ăn vàng, bây giờ họ cũng hùa vô họ bắt chước. Thì bây giờ là cái giải đáp của City là gì? Cái giải đáp của City là chúng tôi muốn tôn trọng cái quyền lợi của quý vị kiếm tiền, nhưng mà quý vị chọn ở trong cái kỹ nghệ mobile home, quý vị biết đó là nó là low profit margin business, có nghĩa là gì? Có nghĩa là lợi ích. Mà bây giờ quý vị muốn lời nhiều mà quý vị chơi cái trò mà xà quần cái dùng cái mobile home bạc cái này thành cái ATM, cái auto Quân, cái máy ATM đi, bây giờ cái gì cấm tôi ha, em rất ông thông ngoại tôi cho tôi chị, cái này, cảm ơn em nhé. cái tôi quay lại tôi bán cho gia đình vợ tôi, cái nó đi lên cái giá thiệt nhiều, tôi lấy cái tiền đó ra, xong rồi cái tiền mới mà trả thuế lên thuế đủ thứ gì hết, tôi bắt mấy cái người cư dân phải trả, rồi xong rồi ngày mai ngày mốt gia đình vợ tôi nó bán lại cho gia đình của cousin của tôi cũng ở trong gia đình đó, rồi cái mỗi lần tôi làm vậy tôi rút tiền ra tôi bỏ túi, mà trong khi đó tôi bắt mấy cái người nạn nhân của hoàn cảnh họ chết thì cho họ chết. Bất quá có người mới vô trẻ hơn trả tiền cao hơn, thì đó là cái mà có thể là không có công bằng của cái hoàn cảnh này. Cho nên anh thấy là nếu mà có nhiều sự đau đớn á, thì là người Việt Nam là một cái người có thể nói là họ chịu đựng rất là hay, nhiều khi họ không có muốn thưa kiện, họ cũng muốn rên la, nhưng mà bây giờ cả đám họ rên la, trong 20-30 năm không có rên la, thì mình phải tự đặt cái câu hỏi trong đầu là như là cái gì nó thay đổi, anh hiểu không? Nó chứ không phải là một người rên la, mà không phải là một thị xã rên la, mà cái này là cả một cái tiểu bang California. Tôi qua đây hồi tôi còn nhỏ, tôi nói tiếng Anh giỏi, nói tiếng Việt, nhưng mà hopefully là tôi giải thích cho anh nó đầy đủ để cho anh nắm giữ cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ. Tại vì cái vấn đề này á, mình càng tìm hiểu, mình càng biết được, mình càng giận. Ok, mình càng... Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Và sẽ Hàng sẽ hỏi anh tiếp về cái vấn đề này trong những ngày tới. Anh có thể cho xin cái số phone của anh như thế này ghi xuống này. Cảm ơn. Anh biết xuống giường. Chúng ta có thể thấy là cái vấn đề thuê nhà ở các cái khu mobile home mà bây giờ bị lên giá thì đó là một cái vấn đề lớn đối với lại rất là nhiều người, không phải chỉ ở thành phố Westminster mà ở tiểu bang California cũng rất nhiều, như anh ở đây vừa mới nói. Nhiều người không hiểu, cứ nói đơn giản rằng là bây giờ nếu mà cái người cho thuê nhà thuận mua vừa bán cho thuê. Anh ghi chưa? Dạ, cảm ơn anh. Sẵn đây cũng hỏi cái này.
có lẽ anh nghe thì anh cũng có thể trả lời được. Có nhiều người họ nói đơn giản lắm, tức là thuận mua vừa bán. Bây giờ ông chủ nhà ông cho mướn cái giá ông muốn, nếu mà anh chịu thì anh ở, không chịu thì dọn ra. Thuận mua vừa bán mà, sau tư bản mà. Vậy thì khi mà ta lên giá anh không chịu nổi thì anh đi ra thôi, chứ có gì đâu mà thắc mắc. Cái đó nó đúng một phần thôi. Nếu mà tôi đi ra mà tôi lấy tiền tôi ra được á thì không nói gì. Tôi đi ra mà cái nhà tôi bị dính ở trong đó mà tôi kéo không được, mà tôi không có đi chỗ nào. Mà mỗi lần á mà tôi chấp nhận cái tiền rent của anh đi lên 100 đồng á, tôi lỗ 10 ngàn. Thì coi như bây giờ tôi bỏ 250 ngàn. Giá đất càng tăng thì giá nhà càng giảm. Giá nhà càng giảm, cái đó là cái sự trao đổi mà thăng bằng của supply demand. Anh em cái đó cho nên là có rất là nhiều người bây giờ là họ bây giờ tiến thoái lưỡng nan, họ vừa nghèo mà gặp cái eo nữa. Vậy tôi cũng có nghe nói tới là các một số chủ đất của các cái khu mobile home bây giờ họ muốn cho mấy cư dân dọn ra đi để họ coi giờ không có để mobile home nữa, mà họ xây building lên, họ xây apartment lên, họ xây khu những cái khu mà văn phòng lên để họ cho thuê thì còn lợi thì họ cho họ hơn nữa, thì họ tìm cách đuổi ra thì cái đó cho họ để họ làm ăn thì sao? Nếu mà tìm cách đuổi ra đó thì nó có một cái biện pháp mình có thể mình chơi đẹp. Mình nói là bây giờ tôi tìm cách đuổi ra nhưng mà tôi không phải là đuổi ra mà tôi không có trả cái gì một cái gì. Thì bây giờ để tôi chịu phần nửa của cái cost để mà mua quý vị, mà nói city chịu phần nửa cái cost. Tại vì cái này cái bổn phận của city luôn chứ. City đưa mấy người này vô ở trong mấy chỗ nó kêu là affordable housing, mà bây giờ nó là unaffordable housing mà city không làm gì hết thì cái trách nhiệm nó ai kiện ai vô thử vô phạt, ai là trách nhiệm đây, anh thấy không? Mà trong cái đó là tôi chỉ muốn nói là city cũng có cái bổn phận để mà nếu mà muốn đổi cái mobile home park đó thành một cái shopping center, city cũng hưởng lời, cái người chủ đất cũng hưởng lời. Nhưng mà người nạn nhân á, tại sao phải ôm luôn 100% cái đồng đó, cái đòn gánh đó, cái đó nó không có công bằng. Phải có một cái giải pháp cho người thuê, ví dụ như là cái căn nhà của họ sẽ giải quyết ra sao. Đúng. Hoặc là trong tương lai sao họ được cho ở chỗ như thế nào. Dạ. Còn một cái giải pháp khác là để cho mấy người mà cư dân đó họ leverage buyout ông chủ nhà, ông chủ đất. Nói là bây giờ nếu mà anh sống không được thì là cái đất này cũng như là tụi tôi đã thuê, và trong lúc mà tôi trả tiền thuê 20 năm nay là coi như tôi sắp là tôi trả cái tiền đất này rồi, thì bây giờ cho tôi một cái giá. Thì cái giá đó là một là mấy người mạnh thường quân, đây là kiểu dân oan đấy cả nhà, hai là city, và ba là state, và bốn là liban, chào có thể giúp cho người ta buy out cái park, cho mướn ở cái giá vừa phải. Nếu mà mình tự buy out cái park là mình tự quản trị cái park, mình có thể mình chia cái park đó thành 100 lot. Nó thí dụ là cái park nó cost 10 triệu đi, thì 100 lot là mỗi người có được một cái lot trị giá 1% của cái 10 triệu đó, rồi họ làm cũng như là single family housing. Nó cũng là affordable housing. Anh thấy không? Nhưng mà cái đó ít nhất là nó dính liền cái đất với cái nhà. Còn bây giờ là cái lúa khô là cái đất nó không có dính với cái nhà. Mà cái thằng chủ đất á, nó chơi, nó không chơi đẹp. Nó lại vừa cứu vừa la làng thì coi như thằng chủ nhà kẹt cứng, người ta không có làm gì được hết. Mà cái đó là mấy cái người city council này họ phải ý thức được. Chị thường nhận ở Mỹ họ phải ráng ít nhất là một ngày hay hai ngày họ walk in the shoe, họ đi trong cái chân của mấy cái người mà đang dân oan kiểu Mỹ đang bị khủng hoảng nè. Đang ở khu mồi không? Tôi nghe nói rằng là ông thị trưởng cũng là một người đã ở từng ở hoặc là đang ở, có phải không thưa anh? Thì chắc ông hiểu rõ về vấn đề này. Cái đó tôi không biết, nhưng mà tôi có thể nói với anh là cái người ở mobile home mà có dư tiền để vừa ở mobile home vừa lái xe Mercedes đó, nó khác với những người ở mobile home mà chỉ có 900 bạc mà bây giờ 800 phải trả tiền đất rồi. Ý anh nói ông thị trưởng vừa ở mobile home mà vừa chạy mà xe Mercedes hả? Không không không, quý nói là quý thấy có nhiều cái mobile home có người lái xe rất là xịn, mà cái đó là mình không có nói là họ tốt hay xấu hay là cái gì hết. Nhưng mà có nhiều người có thể là họ ở mobile home tại vì
không phải, họ in between house. Anh thấy không, có nhiều người là họ họ thấy cái này là nó rẻ hơn là rent apartment 2.500-3.000 tháng, có thí dụ vậy đó. Cảm ơn quý rất nhiều, chúng ta sẽ nói thêm chuyện này. Đây bây giờ cho các bạn xem cái Hồng Kông. Hồng Kông biểu tình ôn hòa Hồng Kông nhá. À, mình đang nói đến cái chuyện vừa rồi. Thôi đi các bố các mẹ. Các bố các mẹ ở bên Mỹ đấy, các bố các mẹ muốn tiết kiệm tiền biết không? Nào, nó vẫy cờ của Anh Quốc. Các bố các mẹ muốn tiết kiệm tiền cho nên dùng cái cách là mua cái nhà như thế thì trả nó rẻ hơn là mình đi mướn nhà, mình đi thuê nhà hay là mình đi mua nhà, các bạn hiểu không? Tính cái kiểu tính khôn, xong vào trong những cái khu đó ở thì nó rẻ, rồi đi làm chính mấy cái người đấy người ta biết cách thì người ta rất là giàu, người ta tiết kiệm. Thế nhưng mà tính nó hà nó lại ra nó hồng. Tại vì khi mà mình mua một cái nhà ấy, nhà của mình, đất của mình á, thì hàng năm mình đóng cái tiền thuế đất theo cái giá thị trường. Nhưng mà mấy bố mấy mẹ tính khôn quá thì cuối cùng bây giờ nó đất thì đất của tư nhân, đúng không? Bây giờ nó thấy nhà bây giờ tiền đất nó lên cao rồi thì bắt đầu nó kiếm cách là nó làm cách để cho các ông các bà phải rời cái chỗ đấy ra để nó xây hotel hay là nó xây nhà, nó bán, nó có lời chứ. Người ta làm ăn buôn bán mà. Nhưng mà mình thắc mắc một cái này, các bạn nhìn nhá, Tây nhá, sang Hồng Kông dẫn dắt cái bọn biểu tình. Những cái người ta làm ăn buôn bán, người ta phải tìm cách người ta kiếm lời chứ. Nhưng mà mình không hiểu tại sao ở bên đấy khi mà người ta thuê đất như thế thì đương nhiên người ta phải có hợp đồng chứ đúng không? Thì không hiểu cái hợp đồng của người ta như thế nào mà ở bên đấy á mà làm cái gì nó cũng phải có hợp đồng, có luật sư các thứ. Tại sao những cái người đấy không có theo những cái luật như vậy? Đấy, Hồng Kông này. Đánh như là gì để mình xem những cái trường hợp như thế này á, mình thấy là nó rất là nhiều cái nó giống người Việt Nam đúng không? Cái bài học của cái bọn CIA nó dạy cái bọn này y chang như là cái bọn bọn đòi 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 dân chủ Việt Nam á, nào là nó khen hải ngoại rồi là nó đòi tự do rồi là nó này kia các thứ. Tại sao nó cứ lên đây nó quảng cáo là ở bên Mỹ là tự do, rồi bên Mỹ là sung sướng lắm, rồi là nó y chang như cái kiểu của Việt Nam ấy, nó muốn muốn làm cho người dân Hồng Kông ấy, người dân đại lục Trung Quốc ấy là thù hận nhau, nó chia rẽ, trước tiên là nó chia rẽ cái chủng tộc, cái dân của người ta ra đã, xong bắt đầu là nó hâm mộ cái nước ngoài, xong rồi nó khen nước ngoài, rồi nó sung sướng, rồi nó quay những cái cảnh khổ sở ở bên đấy. Nhưng mà mình xem những cái này á, mình so sánh với lại cái cách chính trị ở Việt Nam y chang như nhau, nó cùng một cái lò nó ra, các bạn biết không? Cho nên mọi người á phải tỉnh táo, đừng có đi theo cái bọn này. Tất cả chúng nó, cái người khôn á thì nó ra tiếng, mà cái người dại á là ra tay, đúng không? Nó dùng cái mồm để nó sai khiến những cái người dại á, cái người dại là ra tay ra chân để mà đấm đá rồi làm đủ trò, cuối cùng đi tù đi tội, cũng như các bạn nhìn thấy bọn dân oan rồi bọn dân chủ á, đi sang Thái rồi á, sống như chó ở bên Thái đó. Khốn nỗi như người Việt không lại với người Mỹ đâu, khôn nổi như người Việt không lại với người Mỹ đâu, đúng rồi.
Mình không hiểu tại sao họ sống ở bên đấy rất là lâu rồi, toàn những người già thôi. Thì mình nghĩ rằng đi mướn đất như thế, đi thuê đất như thế thì nó phải có hợp đồng chứ. Hợp đồng bao nhiêu năm hay là ở bao nhiêu lâu. Chứ mình đi mình mua một cái mobile home như thế, mình đặt lên mình mướn một cái chỗ đất như thế, nó đuổi mình ra lúc nào cũng được như thế thì chết à. Tại sao ông nghĩ đến những cái đấy? Tại vì tham rẻ. Đây Hồng Kông à, cái bọn này các bạn nhìn đấy, chúng nó biểu tình, chúng biểu tình ôn hòa ấy, kiểu này đây, chúng nó đâu có khác gì như bọn khủng bố đâu. Nó chặn đường, nó không cho những cái người đi đi vào vào sân bay, đi vào đi ra sân bay nhá. Xong rồi nó đe dọa, nó đánh đập. Nó nghi người nào là người Trung Quốc, nó quay ra nó đánh người ta, xong nó trói người ta lại. Cái đấy đâu có được quyền làm như thế đâu, đúng không? Chúng nó làm gì được quyền làm những cái trò như thế, chỉ có khủng bố mới làm những cái chuyện như thế thôi. Kể cả nó bảo là tại vì người ta chụp ảnh nó, mà trong khi livestream đầy ra đây, ai cái bọn này, cái bọn nhà báo này là toàn cũng là bọn đầu sỏ của bọn bọn biểu tình này đấy, nó toàn đứng hàng đầu thôi. Tại vì nó đứng hàng đầu ấy thì cái cảnh sát không dám bắn nó, cho nên là nó cứ cùng đảng ấy đấy. Nhìn này đấy, biểu tình ôn hòa đấy đó. Xong rồi mình nên mình xem nhiều những cái đài ở Mỹ ấy, nói rất bố láo, nó nói là cảnh sát đàn áp rồi này kia các thứ, trong khi chúng nó làm những cái chuyện này nhiều người người ta chửi lắm. Rồi nó ở bên Mỹ mà chặn đường cảnh sát rồi nó chặn sân bay là chết ngay ấy, chứ đi biểu tình mà đi không có đúng hàng đúng nối là chết luôn ấy. Nó đập xe cảnh sát này nè. Rồi riêng cái vụ bịt mặt thế này, xong rồi đi vào trong sân bay, xong rồi đe dọa người này người kia. Nó vừa mới ra một cái lệnh cấm á, đi nếu mà làm những cái gì mà khủng bố hay là đe dọa người người khách rồi là này kia các thứ sẽ bị nặng tội, là sẽ bị tù trong chung thân. Cho nên là hình như là hôm nay hôm qua đấy cũng bớt rồi. Đào Minh Quân. À, các bạn biết lý do tại sao mà bọn Hồng Kông đấy mà Trung Quốc nó không nhảy vào không? Cái thứ nhất, nó có cái hiệp định là khi mà giao Anh Quốc trao trả lại cho Hồng Kông ấy thì Trung Quốc nó cho 50 năm là được một đất nước, hai hai cái gì, hai cái gì quên mất rồi. Một đất nước hai hai gì nhỉ, hai thể chế à. Ừ, thì trong trong cái đấy nó phải có cái hiệp định của nó. Bây giờ ví dụ như là người Hồng cái chính quyền của Hồng Kông không có dẹp được cái bọn này đấy, mà buông tay rồi, không thể là không đủ sức để dẹp cái bọn này ấy, thì cái người lãnh đạo của Hồng Kông gọi gọi Trung Quốc vào thì Trung Quốc sẽ vào. Nhưng hoặc là cái bọn này nó làm quá một cái gì đó, nó phạm vào cái hiệp định đó thì Trung Quốc sẽ nhảy vào. Nhưng mình nghĩ Trung Quốc không bao giờ vào, tại vì cái mục đích của cái bọn này là nó muốn Trung Quốc nhảy vào, cho nên là Trung Quốc không vào. Hơn nữa là những cái người lãnh đạo người ta cũng thông minh lắm chứ, người ta làm sao ngu hơn cái bọn danh con này được. Hay là cái chính trị của người cộng sản hay là cái gì đó, họ rất giỏi, họ biết được cái mục đích của cái bọn này và cái bọn mà nó cầm đầu cái bọn này, cho nên là nó cứ kệ cho chúng mày phá đi. Phá cái thứ nhất, nói cho cả thế giới biết là bọn này nó không phải bọn biểu tình mà nó là cái bọn khủng bố, bọn quấy rối. Không, tất cả thế giới người ta đều nhìn thấy ở cái sân bay này là khắp nơi người ta đổ về đây, nó ngăn chặn người người khách tới Hồng Kông này, rồi nó không cho người ta đi, rồi người ta bị kẹt lại ở sân bay này. Cái đấy cả thế giới nó đều nhìn vào, nó đều nhìn thấy hết. Mà cái bọn này thì lại muốn bôi nhọ cái chính quyền Hồng Kông, thì đấy,
cho chúng mày bôi nhọ tao thì tao để cho chúng mày nhìn thấy cái sự thật này như vậy. Cho nên người ta khôn lắm, bọn này chỉ là bọn nó kiếm tiền á, để xem là bọn CIA này nuôi được chúng nó bao nhiêu ngày nữa, nó dẹp hết rồi, bây giờ nó bắt đầu nó bắt giữ đó, hai chế độ. Nhiều khi mình đang nói mình quên mất. Cho nên là mình nghĩ là Trung Quốc đó không bao giờ nó vào đâu, tại Hồng Kông nó dư sức, chính quyền Hồng Kông nó dư sức, nó dẹp bọn này, nhưng mà nó không muốn dẹp thôi, chưa muốn dẹp thôi, cứ để cho chúng mày. Hơn nữa nó dẹp thì phải xảy ra án mạng đúng không, phải xảy ra, phải có chuyện, phải có người chết. Thế bây giờ toàn những bọn trẻ con này thôi, nó chết thì là nó tự nó đánh người của nó đúng không? Cho nên là nó cứ để cho nó giống như là những cái người bố người mẹ dạy những cái đứa 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 con mình nó chưa kịp lớn ấy, biết không? Nó chưa đầy đủ cái trí khôn nên mình phải dùng cái cách nào mình dạy chúng nó. Bây giờ cái chính quyền Hồng Kông nó đâu muốn ra tay đâu. Nó dùng cái biện pháp mà nhẹ nhất để nó xử cái bọn này. Đó, cho đến một cái mức nào đó thì bắt đầu nó ra tay, lúc đấy thì chạy không kịp. Nó biết được cái bọn đầu sỏ, cái bọn đứng đằng sau bọn này, cái mục tiêu của nó là cái gì rồi. Cho nên là nó dư sức để nó dọa dẹp bọn này. Cho nên cái bọn Ba Que ấy, nó cứ nói là dân Hồng Kông là hâm mộ dân Hồng Kông. Thì mình cũng thấy là nó dân Hồng Kông dù sao nó cũng ở trên đất nước nó đang làm những cái đấy, chứ nó đâu như bọn Ba Que chạy nửa vòng trái đất đâu. Đúng không? Ok, vậy thôi, nói đến đây thôi nha các bạn nha. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.